Xin chào các bạn đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trả những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Ngày hôm nay mình quay trở lại với cái chủ đề, đó là tình yêu tháng 9 của các bạn như thế nào. Thì ở đây mình có 4 tụ bài, 1, 2, 3, 4. Các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài mà khiến các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé, và chia sẻ nhé, để mình có thể mở được cộng đồng tâm sự với các bạn. Ok, chúng ta đến với số 1. Chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên với câu hỏi đó là tình yêu tháng 9 của các bạn như thế nào. Thì đây là trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận nó một cách cởi mở nhất. Đây không nói rõ là đối với những người có đối tượng hay là không, thì các bạn hãy áp dụng vào cái tình huống các bạn nhé. Theo mình thấy thì có thể là trong quá khứ bạn đã trải qua một cái mối quan hệ mà nó khá là độc hại, khá là xiềng xích bạn, kìm hãm bạn. Có thể là cái mối quan hệ đó liên quan đến một cái sự lừa dối, hay là ai đó làm điều khuất tất ở đằng sau lưng bạn. Khi mà bạn phát hiện ra ấy, thì nó khiến cho bạn cảm thấy vô cùng đau khổ, vô cùng mệt mỏi, mất ngủ, trầm cảm và suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà như mình thấy thì bạn đã có thể vượt qua được, hoặc là nếu chưa vượt qua thì trong thời gian tới bạn cũng sẽ vượt qua được. Và cho mình một cái khởi đầu, một cái cuộc sống mới, một cái sự bắt đầu mới. Và ở trong cái cuộc sống mới, một cái chu kỳ mới đấy của bạn, một cái cuộc sống mới đấy của bạn, thì bạn hoàn toàn làm chủ được cái cuộc sống của bạn, giống như cái vị nữ hoàng gậy ở đây. Bạn hoàn toàn kiểm soát được tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn. Và mình thấy là năng lượng chung của cái tháng 5 này ý, thì mình thấy là nó khá là ổn định, của sự ổn định, của sự ăn mừng, của sự vui vẻ, của một sự cam kết. Thì đối với những bạn mà có tình yêu, có đối tượng rồi, hoặc là đang trong một mối quan hệ tình cảm, thì có thể là trong tháng này thì mối quan hệ đó của bạn nó có thể phát triển lên một cái tầm cao mới, một cái đi đến một cái gì đấy nó phát triển hơn. Ví dụ như là những bạn ví dụ như là những bạn mà đang trong mối quan hệ lâu dài rồi ý, thì có thể là tính đến việc kết hôn này, lập gia đình này. Và mình thấy là có thể đối với những bạn độc thân ấy, thì có thể là bạn sẽ tham gia những cái hoạt động cộng đồng, những cái buổi tụ họp, và ở đó thì bạn sẽ gặp được một người. Người này sẽ đem đến cho bạn một cái sự khởi đầu mới trong tình cảm, và sẽ đem đến cho bạn những cái cảm xúc rất là lãng mạn. Còn đối với các bạn ở đây đối với các bạn bạn nam mà có đối tượng là các bạn nữ, thì các bạn có thể gặp được một cái người nữ rất là nữ tính, biết cách làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, hiểu được giá trị của bản thân họ, và hai người có cái tiềm năng đi đến được một cái bước phát triển cao hơn. Và trong tất cả các trường hợp ý, thì tháng này là một tháng của cái sự cam kết, ăn mừng, niềm vui. Các bạn sẽ có được những cái cảm xúc rất là lãng mạn trong tình cảm. Đối với một số bạn thì sẽ có những sự khởi đầu mới. Và như mình thấy là bạn đã có một cái khoảng dành đủ cho mình, một cái khoảng thời gian dành cho bản thân để chờ những cái sóng gió qua đi. Thì khi mà có một cái cơ hội đến ý, thì bạn cũng sẵn sàng đón nhận nó. Và cái tình cảm mới này thì nó cũng rất là đong đầy, rất là nhiều tình cảm ngọt ngào. Mình thấy là họ sẽ, có thể là họ sẽ đến sớm thôi. Nhưng mà cái khi mà họ đến ý, thì đây chính là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để họ bước đến trong cái cuộc sống của bạn. Chăm đi hội họp, chăm tham gia các cái hoạt động cộng đồng này, các cái hoạt động công cộng này, các buổi tụ họp, thì có thể là bạn sẽ gặp được người này. Nói chung, tóm lại thì cái tình cảm của
các bạn ở chọn tụ bài đầu tiên này thì đó là một cái sự rất là vui vẻ, rất là lãng mạn, tràn đầy tình cảm. Và mình thấy thì đó là bởi vì bạn đã vượt qua được những cái khó khăn ở trong quá khứ, cho mình tin vào bản thân mình, tin vào vũ trụ, cho mình cái sự khởi đầu mới. Thì tháng này cũng là một cái tháng khá là vui vẻ với các bạn. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2. Chào các bạn, ở tụ bài số 2 với cái câu hỏi tình yêu tháng 9 của các bạn như thế nào, thì đây là trải bài chung nên hãy đón nhận nó một cách cởi mở nhất. Và đối với một số bạn thì những cái sự kiện ở trong trải bài này nó có thể xảy ra rồi hoặc là đang xảy ra, tức là bởi vì cái khoảng thời gian nó không cố định ý. Nó có thể dịch chuyển đi một chút hoặc là qua tháng 9 rồi nó mới xảy ra chẳng hạn. Tùy từng trường hợp thì mình thấy là năng lượng chung của tháng 9 đó là có thể là nó có cái sự đấu tranh, và nó có thể có sự đấu tranh ở trong cái chuyện tình cảm của bạn. Nó có thể liên quan đến là bạn, đối với những bạn có đối tượng thì có thể là bạn phát hiện ra một cái sự lừa dối gì đó đến từ cái đối tượng đấy của bạn, và nó làm cho bạn cảm thấy rất là bế tắc, rất là thất vọng, và bạn rất là phân vân bởi vì bạn không biết là có nên tin người này thêm một lần nữa hay không. Nhưng mình thấy ở đây là có một cái sự gì đấy lừa dối, dối trá ở sau lưng. Thì lời khuyên dành cho các bạn đó là hãy giải phóng bản thân mình ra khỏi cái tình huống bế tắc này, những cái đấu tranh này, cho mình một cái sự bình yên. Đối với một số bạn ấy thì hai bạn sẽ có được cái sự thỏa hiệp với nhau và cho mình một cái sự khởi đầu mới. Nhưng mình nghiêng hơn về cái trường hợp thứ hai, đó là các bạn sẽ giải phóng mình ra khỏi những cái điều mà bạn cảm thấy là nó không xứng đáng với bản thân bạn. Nó có thể là người này không đối xử với bạn đúng với cái giá trị của bạn, và bạn không cam tâm. Bạn nghĩ rằng là mình việc gì mình phải đứng mãi ở trong cái sự bế tắc, cái sự lừa dối, cái sự mập mờ đó là gì. Thì mình thấy là bạn có thể bạn sẽ trải qua được những cái sự đấu, trải qua những cái sự đấu tranh ở trong tháng này, nhưng mà sau đó thì bạn sẽ giải phóng mình ra khỏi cái tình huống này, giống như là cái con này nó giải phóng mình ra khỏi cái rào. Và khi mà bạn giải phóng mình ra khỏi cái rào thì có một tình yêu mới bước đến cuộc sống của bạn, một tình yêu mới, và cái tình yêu này rất là đáng chờ đợi ở phía trước, rất là đáng chờ đợi ở phía trước. Và cái tình yêu mới này khi mà nó đến ý, thì nó cũng đem lại cho bạn những cái sự đầy đủ, trọn vẹn trong cái cuộc sống. Nhưng mà mình thấy là trước khi mà cái tình yêu này, cái tình cảm này đến được với bạn ý, thì bạn sẽ trải qua những cái sự đấu tranh, những cái sự xung đột, cái sự khó khăn ở trong cái câu chuyện tình cảm hay là cuộc sống của bạn. Nó khiến cho bạn bế tắc và mập mờ. Bạn và khi mà bạn không rõ được cái tình huống như thế nào thì hãy lắng nghe trực giác bản thân. Trực giác của bản thân bạn sẽ mách bảo cho bạn là đi con đường nào. Nếu như mà cảm thấy nó không phù hợp với bản thân bạn nữa thì hãy tự giải phóng bản thân mình ra khỏi cái tình huống không còn phù hợp nữa. Nhiều khả năng ấy, mình có rút thêm một lá bài, đó là lá 10 kiếm. Thì nhiều khả năng có thể một số bạn có thể là trong quá khứ này, tương lai, trong quá khứ này, hiện tại này, hoặc là trong tương lai gần thì các bạn có thể sẽ kết thúc một cái mối quan hệ, bởi vì bạn đã chịu quá là nhiều tổn thương từ cái mối quan hệ này, và giải phóng mình ra khỏi mối quan hệ đó thì có ngay lúc đó thì có một cái tình yêu mới đang trên đường đến với bạn, và cái tình yêu đó rất là đáng trông đợi. Ok, chúng ta đến với số 3. Chào các bạn, đến với tụ bài số 3 với cái câu hỏi đó là tình yêu tháng 9 của các bạn như thế nào. Thì nhớ nhá, đây là... Chào các bạn, đến với tụ bài số 3 với cái câu hỏi đó là tình yêu tháng 9 của các bạn như thế nào. Thì mình thấy là có thể là
Và nhớ đây là trải bài chung nhẹ đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và những cái sự kiện trong trải bài này nó có thể là chưa xảy ra, đã xảy ra hoặc là trong tương lai gần nó sẽ xảy ra. Theo mình thấy thì có thể trong quá khứ bạn đã trải qua một cái sự sụp đổ khá là bất ngờ trong chuyện tình cảm, có thể trong bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà nó liên quan và nó gây trực tiếp đến cái vấn đề tình cảm của bạn, và nó làm cho bạn cảm thấy rất là sốc, cảm thấy nó rất là một cái gì đó, điều gì đó rất là bất ngờ, và bạn rất là khó khăn trong đã rất là khó khăn trong cái việc cân bằng đã rất là khó khăn trong cái việc cân bằng cái cuộc sống của bạn, cái mọi vấn đề trong cuộc sống của bạn. Nhưng đến cuối cùng thì bạn cũng đã tự cho mình được một cái sự khởi đầu mới. Và bạn cũng đã có một cái quá trình tìm về với bản thân. Sau cái sự sụp đổ đó thì bạn mới có thể là cho mình được cái sự khởi đầu mới. Thì mình thấy năng lượng chung của tháng này đó là bạn cảm thấy khá là trọn vẹn với bản thân, bạn cảm thấy tất cả mọi thứ khá là hoàn hảo. Khá là hoàn hảo, bạn giống như là một người vừa sau khi mà đánh trận về, đánh cái trận chiến ở trên cái tòa tháp này về, cảm giác vậy. Tức là bạn sau khi trải qua những cái biến cố thì bạn tìm lại được bản thân, bạn tìm lại được cái ánh sáng của bản thân, tìm lại được cái hào quang của bản thân, và bạn cảm thấy giống như là mình là người chiến thắng, đứng ở trên đỉnh vậy. Đấy là năng lượng của tháng này. Thì có thể là sẽ có một cơ hội đưa một ai đó đến trong cuộc sống của bạn. Một ai đó đến trong cái cuộc sống của bạn. Và có cái người này có thể là người thuộc cung đất ma kết kim ngưu sửu nữ. Và hai người dành cho nhau khá là nhiều tình cảm, và cái phản ứng hóa học giữa hai người, cái tương tác giữa hai người nó rất là mạnh. Cũng có thể nhá, cũng có thể là bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định. Bạn sẽ phải đưa ra cái quyết định trong tháng này là có nên cho người này cơ hội hay không, cho cái người 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 mới này cơ hội hay không, hoặc là trong khi bạn tiến lên phía trước thì có thể là người cũ đồng thời quay lại chẳng hạn, thì bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định là chọn ai trong hai người, người cũ hay người mới. Thì đấy là mình ví dụ thôi, tại vì ở đây có nói đến cái việc là sẽ có cái sự quyết định ở trong tình cảm, phải đưa ra một sự quyết định ở trong tình cảm, hoặc là chọn giữa người này người kia, thì sẽ có một cái cơ hội đưa người này đến với bạn. Thật ra thì lựa chọn ở bạn thôi. Mặc dù là ở hiện tại bạn cảm thấy là mình khá là đầy đủ trọn vẹn với bản thân, giống như là người chiến thắng sau tất cả những cái biến cố mà bạn trải qua, nhưng mình thấy là có thể là bạn vẫn có đôi chút gì đó hơi sợ hãi hay là lấn cấn thì đến với tình yêu. Thì lời khuyên dành cho bạn đó là bạn xứng đáng được yêu, xứng đáng có được một cái tình yêu trọn vẹn, một cái tình yêu tốt đẹp. Nên là hãy hãy cho mình, bản thân mình cơ hội, cho người kia cơ hội. Có thể là trong quá khứ thì bạn đã trải qua những cái sự kiện nó khá là kinh khủng, vì thế nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái quyết định của bạn. Và đối với các bạn mà có mối quan hệ tình cảm với ai đó rồi ý, thì mình thấy là hai bạn có thể là đã trải qua những cái khó khăn trong cái chuyện tình cảm. Nhưng mà đối với những bạn có đối tượng rồi thì có thể là các bạn sẽ có được cái sự phát triển ở trong tình cảm, có rất là nhiều tương tác giữa hai người, có rất là nhiều cái phản ứng hóa học rất là mạnh. Ok, đó là tụ bài số 3. Chúng ta đến với số 4. Các bạn đến với tụ bài số 4 thì ở đây là trải bài chung hẹn đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Máy mình đang hết bộ nhớ cho nên là mình sẽ nói rất là nhanh cái tụ bài này nhé. Nhưng mà yên tâm là vẫn rất là đủ thông tin. Theo mình thấy thì có thể là trong cái tháng này ấy, cái năng lượng tình cảm của các bạn đó là sẽ có một cái sự khởi đầu mới trong tình cảm. Nhưng mà mình thấy là có thể ở hiện tại bạn đứng trước rất là nhiều cái sự lựa chọn trong chuyện tình cảm mà bạn không biết là chọn điều gì. Thì mình thấy là
Bạn có khá là nhiều vấn đề trong 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 bản thân. Có thể là trước đây thì bạn có khá là nhiều cái vấn đề trong bản thân, nhưng mà bạn đã tha thứ được cho những cái một số tình huống, hoặc là tha thứ cho bản thân hay là ai đó, và học được cái bài học. Bên cạnh đó thì bạn đã chữa lành được những cái tổn thương từ gia đình. Thì có một ai đó đem đến tình cảm cho bạn, người này có thể là người thuộc cung lửa Bạch Dương Nhân Mã Sư Tử. Họ là một người rất là vững chắc, có chỗ đứng trong xã hội và khá là quyền lực. Họ cũng là một người có cái nền tảng về kinh tế tài chính khá là vững mạnh. Họ sẽ đem đến cho bạn tình cảm. Tuy nhiên thì mình ở thấy ở đây là có một điều gì đó khiến cho bạn khá là chần chừ và bạn chưa đón nhận người này. Nhưng mà mình thấy là bạn đã sẵn sàng rồi. Hãy cho người này cơ hội với cái tình cảm của người này. Mình thấy là nó là một cái tình cảm rất là đẹp với cái lá roman ở đây, một cái tình cảm khá là sâu sắc, tốt đẹp. Nó sao nhở, nó giống như là, bạn cứ tưởng tượng nhá, nó giống như là một cái đoạn điệp khúc trong một cái bài hát ấy, tức là nó rất là đẹp, nó rất là hay, nó rất là tuyệt diệu kỳ. Tất cả những cái điều tốt đẹp là dành cho cái mối quan hệ này, thì họ có thể là sẽ đến và nói với bạn rằng trao cho bạn tình yêu. Thì người này cũng là một người rất là cân bằng ở trong cuộc sống, và ngay cả bạn ở hiện tại thì bạn cũng rất là cân bằng, thì mấy bạn có thể thu hút cái người này vào. Người này khi mà đến với bạn có thể đem cho bạn rất là nhiều những cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, có thể là đem đến cho bạn những cái món quà. Người này có thể có một cái nụ cười rất là dễ thương, rất là thân thiện. Đối với là nam hay là nữ thì cũng vậy thôi. Cái người này thì có một cái ngoại hình khá là bắt mắt, họ chín chắn và trưởng thành, thì mình thấy là họ sẽ đến và trao cho bạn cái tình cảm. Mình đã nói rồi, đây sẽ là một cái tình cảm nó rất là phát triển, nó rất là tốt đẹp. Có thể là bạn cũng rất là phân vân trong cái việc có nên cho người này cơ hội hay không ấy, thì mình thấy là bạn đã sẵn sàng rồi, hãy cho người này cơ hội vì họ rất là xứng đáng với bạn. Họ có thể sẽ đem đến những cái món quà trong cuộc sống của các bạn, đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc. Nói chung là người này rất là ổn, vì thế bạn hãy cho họ cơ hội. Mình cái video này mình làm khá là chật vật khi mình phải ghép đến 4 cái, tại vì máy mình hết sạch dung lượng. Thế là các bạn thông cảm nếu như mà thấy nó hơi bị kiểu không được liên kết, không được liền mạch lắm. Tụ bài số 4 thì năng lượng tình cảm của các bạn rất là tốt, cho nên là mình thấy là cảm thấy là nó sẽ hứa hẹn một cái tình cảm rất là phát triển, và nó có thể đi đến một cái cam kết lâu dài. Nhưng mà mình thấy là bạn hơi hơi phân vân ở đây. Nhưng mà mình nghĩ là sau tất cả thì bạn sẽ cho người này cơ hội thôi, bởi vì bạn đã tha thứ và học được những cái bài học từ trong quá khứ. Và nếu như mà bạn vẫn chưa làm được ý, thì hãy tiếp tục làm đi cho đến khi nào bạn thực sự sẵn sàng thì bạn chấp nhận người đó vào trong cuộc sống cũng được, không vấn đề gì. Ok, đó là thông điệp của số 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.